ngờ, cầu thủ Trần Minh Phương tuyên xưng. Chào mừng cộng đoàn đã quay trở lại kênh Thành Long Vlog. Tất cả những người hâm mộ và đặc biệt người công giáo đều bất ngờ vì cầu thủ Trần Minh Phương đức tin của mình. Cuối video là một câu chuyện của một vận động viên khác có niềm tin vào Thiên Chúa tình yêu. Theo thầy John Glory Nguyễn đưa tin, sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và UAE, cầu thủ Trần Minh Phương đã tuyên xưng dòng trạng thái trên Facebook "I belong to Jesus", tức là tôi thuộc về Thiên Chúa của tôi. Khi đó, cả người hâm mộ và người công giáo đều cảm thấy bất ngờ về niềm tin tôn giáo của Minh Phương. Đa phần người công giáo cảm thấy thật hạnh phúc, tự hào vì anh đã tuyên xưng đức tin của mình. Mọi người cầu chúc sự bình an cho anh. Trần Minh Phương sinh ngày 28 tháng 3 năm 1995 là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Việt Nam, hiện đang thi đấu ở vị trí tiền vệ cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Anh là một trong số ít những cầu thủ trẻ được đánh giá khá cao về kỹ thuật cá nhân và tư duy chiến thuật. Anh là một tiền vệ có xu hướng thiên về tấn công. Anh cũng có thể chơi như một tiền đạo phụ thuộc vào chiến thuật của đội. Bài học gì cho chúng ta? Còn chúng ta là người công giáo, chúng ta có dám tuyên xưng như thế trước những khó khăn và thử thách giữa đời sống này hay không? Vì có nhiều người hiện nay chỉ làm dấu thánh giá khi ăn ở nơi đông người mà cũng còn cảm thấy e dè, ngại ngùng. Vâng, thưa cộng đoàn, một câu chuyện tương tự đó là một vận động viên Olympic nâng cao bề tay Đức Mẹ sau khi giành được huy chương vàng cho Philippines tại Olympic Tokyo 2020. Xin chúc mừng! Đó là vận động viên Heidilyn Dia, tài năng này. Cô đã giành huy chương vàng đầu tiên cho đoàn Philippines vào ngày 26 tháng 7 năm 2021 ở hạng mục cử tạ 55kg, 121 pound, dành cho nữ tại Thế vận hội Tokyo 2020. Đoàn Philippines đã tham dự Thế vận hội trong suốt 97 năm qua. Vận động viên 30 tuổi đã phá kỷ lục thế giới sau khi nâng tổng trọng lượng 493,8 pound, tức là 244 kg. Tôi không thể tin rằng tên mình lại lọt vào kỷ lục Olympic, vì vậy tôi thực sự biết ơn. Dia nói, Chúa thật tuyệt vời, Chúa thật tuyệt vời. Tác giả Vũ Đức Trung, CSSR. Chắc chắn còn nhiều cầu thủ, vận động viên có niềm tin vào Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện cho họ mạnh dạn tuyên xưng đức tin của mình, hầu làm sáng danh Chúa ở nơi trần thế nhiều hơn nữa. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.